Xin kính chào quý vị khán giả. Ngay thời điểm này, nhiều đồng bào miền Trung vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau phải mất đi người thân. Trong đó có những trường hợp cả gia đình bị cướp mất mạng sống, hàng vạn ngôi nhà bị nước nhấn chìm, bị bão thổi bay hay bị lũ đánh sập. Đồng nghĩa là nhiều người đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất, không biết phải sống tiếp thế nào khi trong tay không còn lại gì. Những câu chuyện gợi cảm xúc khốc liệt và tang thương đã kéo dài suốt cả tháng qua. Có người gọi đó là thảm họa khi mà các hình thái lũ chồng lũ, bão liên tiếp bão, sạt lở nghiêm trọng chưa từng có đã vượt sức tưởng tượng của nhiều người. Phải đối mặt với nó như thế nào và đâu là cách để giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra là chủ đề sẽ được phân tích trong chương trình Góc nhìn tuần này của chúng tôi với sự tham gia của ông Bùi Nguyên Hồng là nguyên phó tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. Xin cảm ơn ông Bùi Nguyên Hồng đã dành thời gian tham gia chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những hình ảnh tổng hợp của phóng viên chúng tôi. Chính phủ hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí dành một phút để tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã mất, đã hy sinh trong cuộc vật lộn với bão lũ trong tháng 10 này. Để tưởng niệm đồng bào tử nạn, cán bộ hy sinh do bão lũ, đề nghị Quốc hội dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bão ở trên đầu, lũ ở dưới chân. Nhiều năm rồi, miền Trung mới lại phải đối mặt với thiên tai, nối tiếp thiên tai như thế. Cho tới hôm nay, nhiều xóm làng, nhà cửa bị tàn phá, vẫn chưa khắc phục xong. Mà đứng nhìn nhận biết mà răng được ạ. Thì chứ hàng toàn bộ đấy là ở thiệt cả đấy. Quá đứng nhìn phải khó chứng biết nói răng được ạ. Cứ cũng sáng bài ra thôi. Hàng hả là tan hoang hết trơn. Chỉ có bốn bạn đưa cho nông đứa nữa. Có không? Giấy tờ. Giấy tờ chứ liên quan đến đất đai chứ nó cũng để ở đây hết. Có cái chứ nó tối hết. Những trận sạt lở kinh hoàng với mức độ hủy diệt chưa từng có. Chỉ sau một đêm, có những gia đình không còn ai sống sót. Hàng chục chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu dân. Nỗi đau mất mát, không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Thì ai cũng tưởng là cháu đi làm nhiệm vụ rồi cháu về chứ không biết là cháu đi luôn. Gia đình cũng vì công việc của cháu là làm việc theo nhà nước phân công thì cháu đi làm nhiệm vụ của cháu. Con đứng dài thì mình có vui ngồi cho con nhiệm vụ của quân đội thì ai cũng chấp nhận như thế thôi. Cuối năm 2020, các hình thái thiên tai cực đoan đã cướp đi sinh mạng của hơn 235 người ở các tỉnh miền Trung. Cùng với đó là những thiệt hại kinh tế nặng nề, ước lên tới gần 20.000 tỷ đồng. Chưa biết bao giờ các hoạt động kinh tế mới có thể được khôi phục. Người dân đang phải gắng gượng để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng có thêm những cơn bão vẫn đang tiến vào miền Trung với cấp độ tàn phá không hề nhỏ. Thưa ông Bùi Nguyên Hồng là một người tham gia công tác ứng phó thiên tai rất nhiều năm khi mà nhìn lại những hình ảnh tổng hợp vừa rồi về bão lũ miền Trung trong suốt cả tháng vừa qua. Thì không biết cảm xúc đầu tiên của ông khi tiếp nhận những thông tin này như thế nào và liệu rằng cái hình thái thiên tai năm nay nó có tàn khốc vượt qua sức tưởng tượng của mọi người hay không? Là một người đã dành cả một cuộc đời công tác cho cái sự nghiệp phòng chống thiên tai của quốc gia và cũng va chạm nhiều với những cái đợt thiên tai khốc liệt trong nhiều năm. Thế nhưng mà thiên tai xảy ra ở miền Trung trong giai đoạn vừa qua thì quả thực là tôi hơi sốc và cảm thấy buồn. Buồn trước cái sự mất mát của đồng bào, buồn trước cái sự mất tàn phá của thiên nhiên đối với cái hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội. Và một cái điều suy nghĩ của tôi là liệu còn tiếp tục nữa không? Thiên tai có còn tiếp tục như vậy không? Chúng ta sẽ ứng xử với nó như thế nào đây? Vậy cá nhân ông thì thấy cái điều gì dị thường nhất trong cái hình thái thiên tai của năm nay khi mà mưa bão lũ lụt liên tiếp chồng lên nhau và trong đó có cả những vụ sạt lở đất kinh hoàng gây thiệt hại rất lớn về người? Cái dị thường của thiên tai năm nay nó khác với các cái thiên tai khác, các cái năm khác ấy là ví dụ như năm 2007 ở khu vực này từ Quảng Bình, từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Nam trong vòng một tháng 10 ngày xuất hiện 7 đỉnh lũ.
nhưng mà lũ nó không lớn như mức này. Và không có tình trạng sạt lở đất như bây giờ. Cái năm nay thì nó khác cái là lũ, mưa ấy, thì với cường độ rất lớn. Thậm chí có những điểm mưa lớn hơn cái điểm mưa lớn nhất năm 1999. Thế rồi thì bão với cường độ rất mạnh như cơn bão số 9 vừa rồi, cường độ rất mạnh. Tốc độ di chuyển thì nhanh, hướng di chuyển gần như ổn định, nó không có những cái chuyển hướng hay là có những cái phức tạp trong quá trình đường đi mà nó đi rất nhanh. Và cái điều thứ hai dị thường nữa của năm nay là rất không may trong cái điều kiện thời tiết bão, áp thấp nhiệt đới, trong 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới như vậy thì lại gặp phải cái thời kỳ gió mùa đông bắc xuống sớm. Năm nay là năm đặc biệt. Tức là tháng 8 âm lịch chúng ta đã chạm đến gió mùa đông bắc, và thậm chí là ở khu vực miền núi Sapa là xuống đến 13 độ, và thậm chí là những cái hôm lạnh nhất là xuống dưới 10 độ, thì chưa năm nào gặp cái trường hợp như vậy. Thì tôi cho đây là những cái dị thường, nó khác hẳn với ngày xưa. Và cái dị thường nữa là trước kia ấy chúng ta thấy rằng thường là bão lũ nó có quy luật, nó chuyển dần từ bắc vào nam, đầu mùa thì thường xuất hiện ở khu vực phía bắc, rồi đến sau trung tuần tháng 7 âm lịch thì bắt đầu chuyển dần vào khu vực duyên hải miền Trung rồi đến Nam Trung Bộ, nhưng mà gần như Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng. Thế những năm gần đây thì tất cả các vùng miền trên quốc gia, trên đất nước chúng ta là chỗ nào cũng bị thiên tai tác động đến tất cả các khu vực, thì nó đã cho chúng ta thấy một cái rất là không bình thường, tức là không còn cái quy luật như cũ, như cái kinh nghiệm ngày xưa, phần nào đấy cũng đã bị đảo lộn rồi. Rõ ràng là vì tình hình thiên tai nó không như quy luật của thời tiết ngày xưa nữa, vâng. Nó đảo lộn, thế nên là gây thiệt hại rất lớn mỗi khi nó đổ bộ, đúng không ạ? Và trong những cơn bão chồng bão lũ vừa rồi miền Trung thì cũng gây thiệt hại rất lớn về người, còn thiệt hại về kinh tế thì quả thực là rất là khó mà đong đếm. Từ những cái dự thường của tình hình thời tiết cực đoan đó xảy ra thì chúng ta rút ra bài học gì lớn nhất trong việc ứng phó với tình hình thiên tai và những diễn biến bất thường của thời tiết trong cái giai đoạn biến đổi khí hậu khốc liệt như thế này ạ? Tôi nghĩ rằng là mọi công tác chuẩn bị thì xưa nay ấy, chúng ta thì Việt Nam chúng ta là có cái truyền thống phòng chống thiên tai từ rất xa xưa. Cái sự nghiệp phòng chống thiên tai của dân tộc Việt Nam nó gắn liền với các bài lịch sử hình thành dựng nước. Ngày xưa chúng ta phòng chống thiên tai là chủ yếu là ứng phó bị động. Cái xu hướng của chúng ta ngày xưa là ứng phó, khi có bão đến thì tổ chức nào là chuẩn bị chẳng chống nhà cửa, rồi sơ tán, rồi thì làm đủ các cái động tác để kéo thuyền lên bờ. Đấy là những cái hành động của chúng ta thời đó, là kinh nghiệm của chúng ta rất nhiều. Thế nhưng mà chúng ta vẫn nằm ở trong cái tình trạng gọi là ứng phó bị động. Sau khi thấy rằng cái đó thì nó mang lại cũng được hiệu quả, nhưng hiệu quả nó không bền vững. Mà tôi cho rằng là chúng ta phải chuyển trạng thái từ cái ứng phó bị động sang cái phòng ngừa chủ động. Phải đầu tư mạnh cho phòng ngừa. Cái khâu phòng ngừa là cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa từ xa, phòng ngừa từ sớm, thì ứng phó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà khi phòng ngừa tốt, ứng phó nhẹ nhàng thì cái khắc phục hậu quả là cái giai đoạn thứ ba, là gọi là khắc phục tái thiết, cũng phải tính đến cái tái thiết bền vững. Bởi vì khi chúng ta khắc phục những cái hậu quả và tái thiết bền vững thì thực chất ra là lại làm tiếp cái động tác phòng ngừa cho giai đoạn tiếp theo. Thì tôi cho rằng ta phải chuyển hướng ngay từ cái ứng phó bị động sang đến cái phòng ngừa chủ động. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là phòng chống thiên tai không chỉ có nhà nước, không chỉ có các cái tổ chức, các cơ quan, mà phải từ người dân. Người dân sống ở cái vùng đặc thù nào đó thì phải biết được những cái loại hình thiên tai nào hay xuất hiện ở cái vùng mình ở, thì phải tích lũy cái kinh nghiệm, phải có những cái giải pháp phù hợp cho cuộc sống, cho cái sản xuất, cho cái tổ chức sản xuất cũng như là kinh tế, làm kinh tế. Thì tôi cho rằng phải từ người dân, phải từ hộ gia đình, rồi mới đến các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội, rồi các cái tổ chức kinh tế. Vâng ạ, khi mà đặt đến cái vấn đề mà rút ra bài học và đặt ra những cái câu chuyện nguy cơ, thì ngay cả cái tình hình thiên tai ở miền Trung trong những ngày vừa rồi thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là không chỉ có thiên tai đâu mà còn cả nhân tai nữa. Trong đó ví dụ điển hình nhất là việc mà xả lũ thủy điện đã khiến cho vùng hạ du lại ngập sâu hơn. Cá nhân ông bình luận như nào về câu chuyện này? Tôi cũng có theo dõi rất kỹ những ý kiến đó, nhưng hình như nó tách ra thành làm hai cái phe trường phái nó hơi khác nhau. Một trường phái nói nó không ảnh hưởng, trường phái thì nói là có ảnh hưởng. Thì tôi thấy rằng bây giờ nói như thế nào chúng ta phải có phân tích. Theo quan điểm riêng của tôi ấy, một cái điều nữa thì trong tranh luận tôi không thấy ai nhắc đến, nhưng mà theo tôi nghĩ ấy, thì có lẽ cái bất cứ một cái hồ nào thì phải để mà tích nước, dù nhỏ dù to thì cũng phải có một cái khối lượng nhất định. Nếu như cái hồ đó tích 1 triệu khối, tức là chúng ta đã
dàn vào cái khu vực lòng hồ ấy là một triệu khối, thì tính ra là mỗi một khối là một tấn, tức là một triệu tấn nước, đúng không ạ? Nếu 100 triệu khối là 100 triệu tấn nước, nếu to như cái hồ Hòa Bình mà hàng tỷ khối ấy, thì nó hàng tỷ tấn nước, thì rõ ràng khi mà tác động lên mặt bề mặt một cái khối lượng như vậy thì chắc là cũng có những cái nó làm thay đổi những kết cấu bên dưới. Thế còn nay bây giờ mà khẳng định là tại thủy điện làm nguy cơ thì cũng chưa dám nói cái điều đó, nhưng mà nói là không phải thì cũng không hẳn. Nói cái câu chuyện rừng thì tôi không dám nói là do mất rừng mà xảy ra lũ lụt, nhưng tôi chỉ nói một câu rất thô thiển là đời thường thôi. Nếu chúng ta có một bộ tóc dài mà khi chúng ta tắm và gội đầu thì chúng ta dội nước vào đầu thì một lúc sau nước vẫn ướt xuống vai. Nhưng khi chúng ta cạo trọc, ta dội một cái thì lập tức ướt hết phía dưới. Thì đấy nói nó cái câu chuyện rừng nó cũng là vậy thôi. Thế là khi mà có cái độ che phủ tốt thì cái khả năng phân dòng trên mặt, khả năng điều tiết cái dòng chảy nó tốt hơn. Còn khi mà chỗ nào đó mà không có được cái điều kiện đó thì cái dòng chảy nó sẽ mãnh liệt hơn, và khi nó mãnh liệt hơn thì vận tốc nó sẽ lớn hơn và sẽ bào mòn cái bề mặt đi. Thì cái chuyện đó là chuyện rõ rồi. Quả thực là nếu như mà bây giờ phân tích một cách khoa học thì sẽ có rất là nhiều cái vấn đề mà cần phải bóc tách ra từng cái mảng nhỏ thì mới có thể nghe thuyết phục được, không ạ? Vâng. Nhưng thực tế đối với người dân khi nhìn vào cái hiện trạng thiên tai và thời tiết cực đoan thì mọi người vẫn cứ nhận định rằng là do mất rừng thế nên mới gây ra hậu quả lớn như vậy. Bởi vì bây giờ rất nhiều công trình thủy điện, cứ mỗi một công trình thủy điện thi công thôi là mất hàng trăm hectare rừng và cứ thế nhân lên. Và quan trọng nhất là bây giờ ở giải đất miền Trung thì có hàng trăm những hồ chứa thủy lợi và rất nhiều thủy điện nhỏ, và rất là nhiều cái hồ chứa đứng trước cái nguy cơ gọi là có thể là bục ra bất cứ lúc nào bởi vì đã xuống cấp trong nhiều năm rồi. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về cái nguy cơ của những cái hồ chứa nước thủy lợi và cả những hồ chứa thủy điện nhỏ? Đây là câu chuyện rất thú vị và cũng rất là đáng quan tâm. Rất nhiều hồ, rất nhiều, tôi phải nói là hàng nghìn hồ nhỏ, đặc biệt là hồ do cấp xã quản lý ở các cái vùng khác nhau, thì phải nói là đây là một cái điều mà rất là trăn trở. Trong cái khi làm cái xây dựng cái luật thủy lợi mới đây ấy, thì chúng tôi cũng đã tính đến cái đấy và phải đưa cái một cái chương về an toàn hồ chứa vào trong luật để phân định rõ ra là trách nhiệm của ai, làm thế nào. Những nguy cơ cái hồ nhỏ thì chúng ta không thể biết trước được, thì bởi vì không có đánh giá, không có kiểm định, mà ngay cái thời thi công nó cũng rất thủ công và cũng rất nhiều hồ xây dựng từ rất lâu rồi. Điển hình như năm vừa rồi, năm ngoái vỡ cái hồ con ở trên Phú Thọ. Thế rồi thì cái hồ Sử Pán 1 ở sông, cái hồ thủy điện là hồ Sử Pán 1 ở Sapa thì đã một loạt cái hạ lưu đã bị dính rồi. Phải nói hồ chứa là câu chuyện lớn, mang lợi ích thì ai cũng thấy. Thế nhưng mà cái nguy cơ thì cũng thấy cả, nhưng mà cái khả năng đầu tư để nâng cấp, để duy trì cái hoạt động của nó cho nó tốt hơn, bền vững hơn thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được. Có lẽ là nhà nước cũng có một cái chính sách gì đó phù hợp, và theo quan điểm tôi là phải cho nó phù hợp, làm sao chúng ta phải tập trung nâng cấp cho cái đó. Đặc biệt là những năm gần đây ấy, thiên tai nó như thế này thì trước mắt là phải tập trung vào những cái hồ có nguy cơ cao, và trong 1-2 năm tới thì chúng ta phải xử lý. Rồi các cái hồ khác chúng ta làm dần. Thưa ông, là người xưa thì có cái câu nói là ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Bây giờ trước tình trạng thiên tai bão lụt ngày càng khốc liệt như thế này ấy, thì không biết là chúng ta nên hiểu cái câu nói đó như thế nào và truyền đạt câu nói đó để cho người dân hiểu sâu hơn về cái mong muốn của cha ông đối với việc giữ rừng làm sao? Triết lý rất hay, nhưng mà tôi chỉ nói là cái câu đó của các cụ đã đúc kết thì gần như không có gì sai, chỉ có điều nó hơi khác một chút. Các cụ ngày xưa nói ấy, là ăn của rừng rưng rưng nước mắt, thì ai ăn của rừng thì nước mắt sẽ rưng rưng, cái chuyện khác. Bây giờ thì câu chuyện nó xảy ra đây thì nó lại hơi khác một chút. Những người khai thác nguồn lợi từ rừng thì có lẽ là không rưng rưng, mà rưng rưng nước mắt có lẽ là như Bùi Hoàng Tám viết, là dân, là nhà nước. Nhà nước phải đầu tư, nhà nước phải suy nghĩ phương án, dân thì mất người, mất tài sản, và gọi là nước mắt nương trồng. Thì cái câu nó rất sâu và cũng rất hay. Và từ cái đó chúng ta cho chúng ta một bài học là va chạm đến thiên nhiên thì va chạm ở mức hài hòa. Tức là chúng ta muốn khai thác thiên nhiên thì phải hiểu được thiên nhiên. Đừng để thiên nhiên tự ái mấy cái mà chúng ta đụng chạm đến thiên nhiên quá nhiều thì lúc bây giờ nó thành chuyện. Cho nên là đó là đây là một cái điều mà rất nghĩ, rất trăn trở đấy,
không phải đơn giản đâu. Mà trong cái nghề, cái sự nghiệp phòng chống thiên tai này để càng thấm thía cái điều này. Không năm nào giải đất miền Trung không phải đối mặt với mưa bão với cường độ ngày càng lớn và khó lường, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Cùng với đó, những tác động tiêu cực vào tự nhiên vẫn chưa được kiểm soát, nhất là tình trạng phá rừng. Dù cửa rừng đã đóng, cũng có nghĩa là rủi ro sẽ ngày càng nghiêm trọng, mạng người sẽ ngày càng mong manh. Chưa bao giờ yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo lại đặt ra cấp thiết như lúc này. Những hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, trên đường hành quân vào khu vực sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rạng sáng ngày 2 tháng 10, trận sạt lở bất ngờ tại tiểu khu 67 đã khiến ông và 12 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác hy sinh. Còn đây là hình ảnh nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thôn Cợp, xã Hướng Hùng, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị. Một phần doanh trại đóng quân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 và 22 cán bộ chiến sĩ đã bị chôn vùi trong một trận lở núi kinh hoàng. Các vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra ở Trà Leng, huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam trong cơn bão số 9 sau đó, lại thêm nhiều người tử vong. Các vụ sạt lở được đánh giá là nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó không thể không nói tới nguyên nhân do những tác động của con người tới tự nhiên như nạn phá rừng, tác động của các công trình thủy điện. Là tác động của quá trình phát triển cũng làm gia tăng rủi ro thiên tai, thì cái là một cái điều tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người đã nói. Trước hết là suy giảm về chất lượng rừng, có thể độ che phủ tăng nhưng mà về mặt chất lượng, tức là cái rừng mà có tính chất là trữ nước với cái lớp phủ tốt ấy, thì chắc chắn là đã giảm đi. Cái này thì nguyên nhân rất là nhiều và riêng về thủy điện thì chắc chắn là có. Theo các chuyên gia, tình hình mưa lũ chưa từng thấy ở miền Trung có khả năng sẽ trở thành bình thường mới trong tương lai. Trong bối cảnh đó, khả năng dự báo chính xác sẽ là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Cái việc mà dự báo, cảnh báo từng cái khu vực chi tiết nhỏ thì hiện nay thì rất khó khăn, kể cả những nước mà có những công nghệ tiên tiến. Thì ở đây cái khu vực, đặc biệt là khu miền Trung, thì cái công tác dự báo cảnh báo thì mới khu trú được ở đến cấp huyện thôi. Còn cái việc mà dự báo cảnh báo ở khu trú, khu vực hẹp như ở xã hay là thôn bản là rất khó khăn. Thì trong thời gian tới thì cũng phải cần tăng cường cái năng lực cảnh báo dự báo, là ta triển khai ứng dụng các cái công nghệ mới, rồi là trang thiết bị, đầu tư trang thiết bị mới, hay như lắp đặt thêm các cái thiết bị theo dõi cảnh báo giám sát, đồng thời là phải xây dựng các cái bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất chi tiết cụ thể tới thôn bản rồi đến tới xã. Về lâu dài sẽ cần một chiến lược ứng phó thiên tai ở cấp quốc gia. Nó cần sự chung tay góp sức của mỗi con người trong những tác động tới tự nhiên. Yêu cầu này đã được nhấn mạnh trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội 14 đang diễn ra. Trở về từ miền Trung từ chủ nhật vừa qua thì tôi thấu hiểu tình cảm của cả nước đối với cả khúc ruột yêu thương này. Nhưng thảm họa sẽ xảy ra bất cứ nơi nào trên mảnh đất hình chữ S nếu chúng ta không thay đổi. Chúng ta hô hào trồng rừng nhưng vẫn cho phép những đại dự án khởi công ngay trong lõi rừng, hay thủy điện Cóc vẫn tiếp tục được duy trì hoạt động, thậm chí được cấp giấy phép mới. Nếu vậy sẽ xảy ra những trận lụt lịch sử, những cột mốc tang thương nữa. Xin được trở lại trường quay cùng với ông Bùi Nguyên Hồng. Thưa ông, là hiện nay thì được biết là chúng ta đã có cái bản đồ về cái tình trạng sạt trượt đất đá ở hơn 20 tỉnh rồi. Nhưng tại sao cho đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa thể dự báo được tình trạng sạt lở đất? Câu chuyện sạt lở và bản đồ, lập bản đồ nguy cơ ấy, thì tôi cho rằng thế này. Tức là nếu mà nói cái khái niệm dự báo sạt lở đất là bài toán khó, mà quốc tế không làm được. Mà hiện nay thì theo tôi được biết, một số nhà chuyên môn cũng có nói là có hàng chục, 20 tỉnh gì đó. Thì cái tập trung này thì có lẽ là tập trung chủ yếu ở cái khu vực miền núi của các cái tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các cái tỉnh miền núi phía Bắc là sẽ tập trung vào làm. Nhưng mà theo tôi được biết một số thông tin thì bản đồ lập lên mới là bản đồ tỷ lệ không chưa phù hợp. Như là hầu như làm bản đồ tỷ lệ 1/50.000. Mà tỷ lệ 1/50.000, tỷ lệ đó là rất nhỏ.
Nếu để làm có hiệu quả thì đấy thì chỉ có nhà chuyên môn sâu thì đọc những bản đồ mới hiểu được. Thế còn những cái nhà quản lý thông thường và những cái nhà quản lý về hành chính thì không đọc cái bản đồ không hiểu hết được. Nó phải là bản đồ tỷ lệ lớn. Nếu mà bản đồ chính xác cho một cái khu vực hẹp nào đấy thì phải làm bản đồ 1/5.000. Và nếu không thì một tỉnh phải làm bản đồ 10.000. Đúng là rõ ràng cái câu chuyện mà phổ cập cái kiến thức về phòng chống thiên tai trong từng giai đoạn và từng hình thái thời tiết của mỗi một thời kỳ thì nó có vai trò rất là quan trọng, đúng không ạ? Như vừa rồi ông nói là phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng và cái ý thức của cộng đồng cũng góp phần rất là lớn trong việc mà giảm nhẹ rủi ro của thiên tai. Nhưng rõ ràng với cái cách mà ông đề cập đến cái câu chuyện về bản đồ cảnh báo cái sạt trượt đất đá ở hơn 20 địa phương với cái cách mà làm chuyên môn hóa cao như thế thì rõ ràng là người thường mà đọc cái không hiểu được thì có nghĩa là nó không phát huy tác dụng trong thực tiễn. Chuyên môn hóa cao mà cái đó họ làm rất tốt đấy. Thế nhưng có điều là cái tỷ lệ bản đồ nó quá nhỏ mà cái người không có chuyên môn là đọc rất khó, mà cái người quản lý ở cấp địa phương là cũng xử lý khó, cho nên có lẽ phải tiếp tục bổ sung thông tin và làm đầy thông tin lên ở một cái bản đồ tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ lớn hơn, đó là tốt nhất là tỷ lệ 10.000, không thì tỷ lệ 1/5.000 thì nó mới hiệu quả, nó mới cao. Ông có đề cập đến câu chuyện mà phòng ngừa rủi ro thiên tai với cái cách đánh giá rất là hay là bây giờ chúng ta phải phòng ngừa một cách chủ động. Đấy. Đúng không ạ? Bởi vì trước đây chúng ta bị động thì liệu rằng với những cái hình thái thời tiết cực đoan nó liên tục thay đổi trong cái quá trình biến đổi khí hậu này thì chúng ta có cần phải thay đổi những cái phương pháp và những cách ứng phó với tình hình thiên tai theo từng năm, từng thời kỳ cho nó phù hợp với những cái biến đổi của khí hậu không ạ? Tôi phải nói một điều về nguyên lý cơ bản thì gần như ít đổi. Nhưng mà cái chi tiết cụ thể để ứng phó cho từng năm, từng điều kiện thì nó phải được cập nhật liên tục. Và cũng phải nói một điều là không thể giống nhau ở mọi vùng miền. Ví dụ như đối với đồng bào Nam Bộ, đồng bào đồng bằng sông Cửu Long thì ứng phó thiên tai phải có cách khác. Thế cái sạt lở thì sạt lở bờ biển, bờ sông thì hình thái nó khác với sạt lở núi. Thì cái ứng phó, cách ứng phó chúng ta phải có cái cách hướng dẫn riêng. Đối với khu vực miền núi phía Bắc, khu vực miền núi ở các cái tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên thì lại phải có cách hướng dẫn và ứng xử riêng. Thế cho nên là mỗi một người dân sinh ra ở vùng nào thì người ta cũng va chạm với cái thiên tai và cái đặc thù địa lý, điều kiện khí hậu ở đấy. Người ta có những cách riêng của người ta để chúng ta lợi dụng cái hiểu biết riêng của họ cộng với cái kiến thức chuyên môn của chúng ta để chúng ta giúp họ làm tăng cái khả năng của người ta lên, là tăng cái khả năng chủ động lên. Khi mà nói đến cái câu chuyện về cái áp dụng khoa học công nghệ trong cái dự báo, rõ ràng là cái thành tựu về khoa học công nghệ trong cái dự báo thời tiết nó cũng có cái hiệu quả rất là lớn trong việc mà chúng ta chủ động ứng phó thiên tai, đúng không ạ? Nhưng vừa rồi trong câu chuyện sạt lở đất thì cá nhân ông nói là bây giờ chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ cảnh báo thôi, chưa thể dự báo được. Nhưng nếu là trong một cái quy mô nhỏ thì liệu là có thể dự báo được cái nguy cơ này không ạ? Và để có thể dự báo được thì cần phải có những... Nếu mà dự báo nguy cơ sạt lở trên quy mô nhỏ thì các nhà khoa học và nhà môn có thể làm được. Tức là đặt thiết bị theo dõi về cái dao động, cái vực nước ở trong cái khối đất. Đấy là một nha. Thứ hai là thu thập thông tin quan sát cái xung quanh, là thông tin về địa mạo ấy, để xem cái địa hình ở đấy, địa mạo đấy nó có những cái dấu hiệu thay đổi. Cái thứ ba nữa là quan sát bề mặt, rồi thì thấy những cái dấu hiệu độ nghiêng của các cái cành cây ấy, của cái cây ấy, sau cái ngọn nó lại vươn lên theo ánh nắng ấy, tức là nghiêng cong theo sườn dốc. Thì đấy là những cái dấu hiệu có phải thu thập và lấy mẫu tại chỗ để phân tích cái sự thay đổi độ ẩm giữa từ trên xuống dưới, rồi sự thay đổi cái độ chặt của đất từ trên xuống dưới, thì sau đó thì tiến hành làm công tác dự báo. Thế nhưng mà phải nói là cái đó thì rất tốt kém. Tôi cũng đã tiếp cận với một số cái thông tin dự báo của châu Âu, nói thật là tôi cũng đã đến những cái vùng đó và đã làm việc với họ về cái việc đó, nhưng mà cái dự báo, cái hiệu quả nó cũng có giới hạn. Nhưng mà cái cảnh báo là cái cực kỳ quan trọng. Cái hoạt động cảnh báo nó như là một hoạt động phòng ngừa tốt thì nguy cơ sẽ giảm. Và với kinh nghiệm của ông thì ông có những khuyến nghị gì đối với các tỉnh miền Trung và các tỉnh miền núi phía Bắc, những cái tỉnh mà trong nhóm nguy cơ sạt lở cao á, trong câu chuyện mà chủ động ứng phó? Và tôi cho trong cái tình hình cấp bách mà thiên tai nó diễn biến phức tạp thế này, với cái quy mô thì ngày càng lớn, cường độ thì ngày càng gia tăng này, tần suất xuất hiện thì ngày càng dày này, lại tác động của biến đổi khí hậu nữa, thì có lẽ cái câu chuyện mà giả soát di dân tái định cư ở vùng nguy cơ cao là chúng ta phải làm trong 1-2 năm tới. Theo quan điểm tôi là chúng ta phải gấp gáp làm cái điều đó để dần sớm ổn định đi. Ví dụ như là cái Sa Ná vừa rồi ở Thanh Hóa thì không thể nói là sau cái này tái định cư ở chỗ được, phải đi chỗ khác. Hay là cái ở Yên Bái năm 2017 thì cũng thế thôi, ở Hòa Bình năm 2017 cũng vậy thôi.
thì tôi cho là phải tính cái bài toán đấy. Rồi đến khi kinh tế khá lên thì chúng ta phải làm nó rộng ra. Nhưng mà trước mắt thì tôi cho rằng là cái vùng trũng thấp ven sông suối này, vùng chân những sườn đồi có nguy cơ dễ sạt lở này, vùng thấp trũng ven cửa sông ven biển là phải tính. Chứ nếu không thì khi thiên tai đến là sẽ khó. Quả thực là đi khi mà xảy ra rồi thì rất là hậu quả, rất là thảm khốc, đau xót, mà chúng ta khắc phục lại còn vừa đau xót lại vừa tốn kém mà này. Câu chuyện nó sẽ rất dài, nó mang lại cái dư âm rất dài, rất là vất vả. Vâng, và một câu hỏi cuối như một cách nhìn khái quát nhất về cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta đối với chương trình Góc Nhìn, đó là rất nhiều nhà khoa học đánh giá là những tình trạng thời tiết và những thiên tai lũ lụt khốc liệt ở miền Trung trong thời gian vừa rồi nó sẽ còn tiếp tục lặp lại trong năm sau này nữa, như là một trạng thái bình thường mới trong tương lai. Vậy chúng ta sẽ cần phải làm gì về cái công tác phòng chống thiên tai để ứng phó với những cái sự quay lại của tình trạng thời tiết cực đoan này? Từ cái ý kiến các nhà khoa học, gần như ta phải nói mà đó là những thông tin cảnh báo. Mà cảnh báo đó thì tôi cho rằng là đó là cảnh báo thực đấy. Bởi vì ai cũng công nhận rằng thiên tai ngày càng trở nên phức tạp hơn, phá quy luật và lại tác động mạnh của biến đổi khí hậu, thì cái mức độ khốc liệt của nó sẽ mạnh hơn. Ghi nói đơn giản, mưa sẽ lớn hơn, bão sẽ cường độ mạnh hơn. Rồi thì các cái điều kiện khác nó cũng mãnh liệt hơn. Để đứng trước cái tình cảnh này chúng ta phải có chuẩn bị. Chuẩn bị thứ nhất là đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị, tôi vẫn nói lại là từ khâu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, kể cả phát triển đô thị, phát triển nông thôn, đến phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi đến phát triển các cái phát triển của các ngành, cũng đều phải có một cái quy hoạch đồng bộ mà phải nghiên cứu thật kỹ. Nhưng mà cái cơ bản nhất là luật đã quy định tất cả các quy hoạch đó đều phải lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế xã hội của các cấp. Luật quy định rồi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản hướng dẫn rồi, dứt khoát là phải có cái nội dung đó, không thể nói không có nội dung thiên tai vào trong ấy được. Bài toán thứ hai là lại nói lại câu chuyện là phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng, phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tăng cường cái trao đổi kinh nghiệm với tận đến cái cấp người dân, đến hộ gia đình, để người ta chủ động. Bởi vì các cụ xưa nay nói một câu là nước xa không tắt được lửa gần. Nhưng còn câu chuyện quan trọng nữa mà hiện nay tôi nói là hệ thống phòng chống thiên tai, tổ chức phòng chống thiên tai của chúng ta ở cấp trung ương là ổn, nhưng từ cấp tỉnh trở xuống là chưa ổn. Hiện nay vẫn có tình trạng là cấp tỉnh, cấp huyện và thậm chí là cấp xã là không có người nào mà làm kiểm nghiệm. Một xã chỉ có một ông cán bộ theo dõi về việc này, mà họ cũng chỉ hoạt động theo mùa. Tức là khi có mùa thiên tai thì ông đã vào trực và ông xử lý, nhưng hết mùa thì ông lại làm việc khác. Ở cấp huyện cũng tình trạng đó. Thì tôi cho rằng là, như tôi nói, làm thiên tai mà không chuyên nghiệp, không được đào tạo bài bản là khó. Thiên nhiên lại giao cho chúng ta cái vị trí địa lý, chúng ta không thay đổi được. Chúng ta buộc phải nằm ở cái vị trí này. Mà vị trí này là một trong năm vị trí bị tác động thiên tai nhiều nhất của thế giới. Đấy, vì vậy cho nên công tác thiên tai ngày càng khi kinh tế xã hội càng phát triển thì cái yêu cầu đảm bảo an toàn càng cao. Bởi vì nếu để chạm đến cái thiệt hại thì nó sẽ là rất lớn, nó sẽ đến cái thảm họa quốc gia. Một lần nữa trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích của ông Bùi Nguyên Hồng dành cho chương trình, và cũng xin kính ông chúc ông sức khỏe để tiếp tục phát huy những cái kinh nghiệm tích lũy của mình trong cái sự nghiệp phòng chống thiên tai, để góp phần giúp giảm nhẹ những rủi ro thiên tai trong thời gian tới với những cái bài viết rồi là những cái nghiên cứu chuyên luận chuyên sâu của mình ạ. Trân trọng cảm ơn ông. Diễn biến mưa lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua cho thấy thiên tai ngày càng khốc liệt, bất thường và khó dự báo. Những vụ việc rất đau lòng do sạt lở núi, nhưng chúng ta cần nhìn thẳng rằng thời tiết cực đoan, kết cấu đất thay đổi là thiên tai hay nhân tai khi chúng ta đã khai thác thiên nhiên quá nhiều để phục vụ cho sự phát triển. Dự báo từ nay đến hết năm 2020, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 3 đến 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có từ 2 đến 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Trong tháng đầu năm 2021, vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực phía Nam của Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ở khu vực Trung Bộ, người dân cần đề phòng sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn, đặc biệt mưa lớn dồn dập và kéo dài có thể gây ngập lụt diện rộng trở lại. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, cơ quan chức năng cũng như người dân cũng cần phải thường xuyên theo dõi, liên tục cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo các loại thiên tai để có biện pháp phòng chống thích hợp.
Một lần nữa xin được cảm ơn ông Bùi Nguyên Hồng đã dành thời gian trò chuyện cùng chương trình hôm nay và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.